chào các bác nhé. Em giới thiệu các bác một con robot hút bụi trong phân khúc ngon bổ rẻ, chạy cực sướng luôn, cực khỏe. Đây, hiện tại nhà em đang dùng cái model như thế này. Em lên sóng một con, em để mã số 7 này, hình thức còn rất là đẹp. Một con hút bình dân, dễ sử dụng, có 3 nút thôi. Không có sợ trẻ con hay người già bấm nhầm hay nghịch ngợm gì cả. Đấy, không cần chức năng gì ngoài chức năng quét dọn. 3 nút, một nút clear, chạy, hút, quét dọn. Một nút dock, ấn chạy về dock sạc. Đấy. Một nút spot, này là chạy vòng tròn hút tại một điểm. Những cái điểm nào mà nó bị bẩn nhiều thì nó chạy vòng quanh, quay sách. Đấy, hiện tại anh em đang dùng cái model này. Đấy, nhiều bác thì cứ bảo là mua cái model này liệu nó hút khỏe không, hút sạch không, bền không. Thì nói luôn là nhà sản xuất họ đã sản xuất ra một cái sản phẩm thì đều phải là hút sạch, hút rất sạch các bác nhé. Đấy. Độ bền ở cùng một hãng thì không có bảo là con này bền hơn con kia, con đắt tiền bền hơn con rẻ tiền. Nói thật là những như các bác mua tivi các bác thấy đấy, cùng một cái tivi Sony, Samsung ngày xưa với cái tivi dày ngày xưa dùng 10-20 năm không hỏng, như đối với cái tivi mỏng bây giờ hiện đại cực kỳ luôn, nhưng có khi được 2 năm hết bảo hành là hỏng. Đấy, chứ các bác nhiều khi là cái quan niệm về là bảo là đắt tiền là bền hơn rẻ tiền thì không phải đâu. Bắt tiền, đắt tiền chỉ là hiện đại hơn, trang bị thêm tính năng, còn bản chất về mạch hay về thứ thì vẫn là những cái linh kiện của hãng đó. Đấy. Mình có thể so sánh hãng này với hãng kia thì còn có thể so sánh, chứ còn bảo là cùng trong một hãng mà sản phẩm đắt tiền rẻ hơn bền hơn rẻ tiền thì không phải đâu ạ. Bản chất những cái model này khi nó ra đời thì nó vẫn là những cái máy đắt tiền. Đấy. Nhưng mà theo thời gian thì nó ra model mới thì nó thành rẻ thôi ạ. Đấy, một con này hút rất là khỏe, hình thức đẹp. Em đang chạy nhà hút rất sạch các bác nhá, chui gầm giường, gầm ghế, hút nền nhà sạch bóng luôn. Đảm bảo các bác không sạch không lấy tiền. Đấy. Dám cam kết là như vậy luôn. Học rác các bác nhá, hút bụi mịn, sạch bóng nền nhà. Đảm bảo không sạch không lấy tiền luôn ạ. Một con máy rất là chất, giá thành bình dân. Đấy. Về cơ cấu, cái này chổi em quên chưa thay nhé, sẽ thay chổi mới cho các bác nhé. Các cơ cấu hoạt động ngon lành luôn, bình thường, hút sạch sẽ, như nhau hết bánh xe. Các bác lưu ý là em sẽ thay chổi mới nhé. Đấy, quay clip quên chưa để ý cái chổi nó bị cụt rồi. Đấy. Con này khi các bác mua thì đi theo một bộ đốc sạc này thôi, đơn giản cắm điện lưới trực tiếp 20V. Đốc này hoặc là cắm điện trực tiếp vào đây. Đấy. Có hai phương án là như vậy. Đối với máy của thị trường Nhật nó là cắm được cả đốc và cả máy. Con này em bán là 2.800.000. Con nào có nhà ý mua dùng thì các bác liên hệ nhé. À quên, xin lỗi các bác nhé, 2.900.000 nhé. Đấy, giá 2.900.000 các bác nhé. Các bác nào mua dùng thì các bác liên hệ nhé. Ấn spot ấy, chạy vòng tròn này. Em cho chạy vòng tròn loanh quanh điểm thôi, nó đi linh tinh bẩn hết nền nhà đất trên này rất là bẩn. Này. Yeah. Giá 2.900.000 các bác nào lấy thì các bác liên hệ ạ. Xin chào các bác.